chương 1.1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Từng dải nắng rực rỡ xuyên qua những tán cây, vắt ngang khu rừng râm rạp tự như những dải lụa vàng sáng, chiếu lên người một nam nhân lực lưỡng đang nằm trên tảng đá. Giữa trưa mùa hè, cả khu rừng ngập trong tiếng côn trùng rã rít, nằm tử kia gối đầu trên hai cánh tay, hoàn toàn hưởng thụ giờ phút yên bình hiếm có. Hắn liêm diêm hai mắt, trên miệng còn nằm một nhánh cỏ đuôi chó đông đưa qua lại nếu không tính đến khuôn mặt dọa người dữ tợn của hắn thì khung cảnh có thể coi là rất hài hòa, kể từ khi nhà của hắn bị ai đó đánh sập, hắn thường xuyên sống cảnh màn trời chiều đất như thế này. Thấm thoát cũng đã vài năm, quanh chân núi Thanh Sơn không còn một bóng yêu tinh nào, bọn chúng bởi vì bị một con đại yêu ức hiếp, lũ lượt kéo nhau rời khỏi núi hết rồi, rất tinh nằm bắt chéo chân, bàn chân trận bẩn thiểu vung vẫy. Hắn mặc loại y phục hết sức tầm thường bằng vải gai, áo đen quần lam, ẩn ẩn sau lớp vải thô là cơ bắp cuồn cuồn. Vạt áo trước hở ra, lớp lông đen mỏng trên ngực như ẩn hiện, tóc dài cột thành một túng ở đằng sau, trên mặt lại làng ranh toàn sẹo ghê người, khiến cho ai gặp hắn cũng bất giác quay đi, không muốn trực tiếp đối diện, hắn sống hơn ngàn năm, cũng đã dọa được không ít người, bọn họ không sợ hãi hắn thì cũng là ghét bỏ hắn, duy chỉ có một người, rết thúc thúc. Ai... Hắn ông tráng thở dài ngao ngán, bật một cái liền ngồi thẳng dậy, bàn tay tùy tiện đưa ra, vừa vặn bắt được đai lưng của kẻ vừa la hét, thân hình nho nhỏ khựng lại giữa không trung, cái mũi xinh xinh của kẻ kia chỉ cách một tấc là sẽ chạm mặt đất, đã nói bao nhiêu lần là không được ngự kiếm bay lung tung hả. Hắn lầu bầu lắc lắc tay, tiểu cô nương bị hắn treo lơ lửng chới với giữa không trung la oai oái, tuổi còn nhỏ mà liều lĩnh chẳng kém ai, nếu hắn không bắt nàng lại kịp thời, khuôn mặt khả ái kia còn không bét nhẹ rồi sao, ha ha ta trốn giờ nghỉ trưa xuống đây với thúc mà. Tiểu cô nương chừng bảy tám tuổi, mặc một thân phấn hồng linh động cười cười, trên đầu búi hai búi tóc nhỏ, một bên tóc còn cài một nhánh hồng mai, thắt lưng bị hắn túng ở đằng sau, chân tay cua cua loạn xạ. Hắn không kiên nhẫn thả tay ra, tiểu cô nương lập tức rơi cái bịch xuống đất, cả người bị vùi trong thảm lá khô. Nàng kêu tái, một tiếng, lúc ngẩn mặt, lên trong mồm còn nằm vài xác lá thúc thật chẳng biết thương hương tiết ngọc gì cả nàng nhổ đất cát trong miệng ra hầm hực đứng lên phủi phủi y phục sau đó chạy lại nhặt thanh kiếm bị rơi lăn lóc ở đằng xa tiểu cô nương đứng thẳng cũng chỉ cao đến đầu gối hắn cây kiếm ông trong tay lại cao quá đầu nàng lưỡi kiếm đen huyền sắc bén linh quang quanh thân kiếm chốc chốc lại rung lên cảnh báo yêu tin trước mặt đưa cây kiếm này cũng tắm không ít máu của hắn đâu thi thoảng lúc trời mưa hắn vẫn còn thấy toàn thân ngứa ngáy, sẹo trên người quá nữa đều do kẻ sở hữu kiếm này chém hắn mà ra, mặt kiếm của mẫu thân ngươi đâu phải loại dễ thuần, ngươi muốn dùng nó ngự kiếm, còn sớm trăm năm nữa. Phải. Tiểu cô nương đáng yêu khả ái này không phải ai khác, chính là tiểu song linh, nhi nữ của hoa linh thượng tiên phái thanh thanh đại danh đỉnh đỉnh. Mà hắn với phụ thân của nàng. Cũng có vài chục năm, giao tình, hắn vào đầu đứa nhỏ, giọng điệu của trách nhưng trong mắt lại ôn nhu mềm mại cùng lo lắng không yên cây kiếm quá to so với cơ thể nhỏ xíu của nàng đã vậy linh lực lại rất lớn nàng căn bản không thể chế ngự được nó nếu nàng chỉ ngự kiếm đến chỗ hắn thì còn được nhưng nếu nàng đi xa hơn tới lúc đó hắn lại phải xách đít chạy theo rết thúc ta thèm gà rừng quay chúng ta đi săn gà rừng được không tiểu sông linh trèo lên tảng đã ngồi cạnh hắn giọng nói ngay thơ chất chứa kỳ vọng thu thủy long lanh môi hồng chúng chím chu ra lén lén nuốt nước miếng ực một cái con nhóc ham ăn hắn hừ mũi thật chẳng hiểu đám phạm nhân trên thanh sơn tu luyện thế nào hắn từ khi có linh tính đã không còn ăn mặn chay tịnh cả ngàn năm mới có được ngày hôm nay ấy vậy mà con nhóc này thậm chí cả mẫu thân thượng tiên của nàng lại lấy việc ăn thịt làm chủ đạo tu chân nhưng không chay tịnh thế mà pháp lực vẫn tăng vù vù thật sự hết sức bất công mà nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả